Báo ứng hiện đời. Biên dịch Hạnh Đoan. Tập 3. Câu chuyện thứ 18. Mỹ nữ và thổ phỉ. Có một nữ sĩ định cư ở hải ngoại, tìm đến cầu kiến Hòa Thượng Diệu Pháp. Cô ta tự giới thiệu về mình: Thưa Ngài, con là luật sư. Vừa rồi, con tiếp nhận một vụ án ly hôn rất kỳ lạ của một thiếu phụ họ Triệu. Nàng dung nhan mỹ lệ, đoan trang, nhưng thần sắc hết sức tiều tụy. Nàng thỉnh cầu chúng con giúp nàng ly hôn với chồng. Lý do là chồng của nàng quá vũ phu hung bạo. Chúng con thụ lý vụ án này rồi, liền hẹn gặp Lý Thiên Sinh, tức chồng của nàng. Khi diện kiến, chúng con bật ngửa vì thấy chồng nàng nhan diện rất hiền lương phúc hậu. Ông thuộc loại người nho nhã, có tác phong không hề thô tháo, hung dữ như cô vợ tả. Sau khi chúng con kể ông nghe cô vợ khăng khăng đòi ly hôn rồi, vẻ mặt ông đầy xót thương, lo lắng cho cô vợ lắm. Ông không ngừng khẩn cầu, xin chúng tôi giúp đỡ, tìm cách khuyên giải cô vợ giùm. Ông nói ngàn vạn lần không thể ly hôn, bởi vì tinh thần và thể xác vợ ông đang liên tục gặp phải sự tàn hại của những kẻ ác độc, mất tính người. Do vậy mà tinh thần vợ ông bị hoảng loạn và phát sinh ra ảo giác. Nếu như mà ly hôn, ông lo cô vợ sẽ khó bề sống được, vì không có ông kề bên chăm sóc. Sau đó, ông thuật lại toàn bộ cuộc đời của vợ mình, kể rõ từ nhỏ đến giờ nàng đã gặp những bất hạnh gì. Thú thật, sau khi nghe kể về vận mệnh bi thảm của nàng, toàn thể luật sư đoàn chúng con đều chấn động, kinh ngạc không dứt. Chúng con rất thông cảm cho sự kém may mắn của gia đình họ, rất muốn tận lực giúp đỡ họ. Nhưng mà bất kể chúng con nỗ lực hòa giải thế nào, cô vợ cứ khăng khăng nói không ly hôn thì không được. Trong tình huống này, chúng con bó tay hết cách. Vì vậy, con tranh thủ kỳ nghỉ phép đi đến đây để thỉnh giáo Ngài. Thiếu phụ mỹ lệ đó vì sao có số mệnh long đong, trớ trêu như thế? Nàng có thể cải đổi phần số rủi ro của mình không? Tinh thần nàng có thể hồi phục tốt không? Xin sư phụ khai thị. Sau đó, nữ luật sư kể vắn tắt cho hòa thượng nghe những gì vợ chồng kia đã gặp phải. Lý Tiên Sinh và cô Triệu quê ở Hương Cảng, hiện đang định cư tại Canada. Họ là đôi bạn thanh mai trúc mã, suốt từ thời tiểu học đến cao trung. Tùy theo tuổi tác, ngày một tăng mà tình cảm hai bên phát triển sâu đậm. Ông Lý thì ôn nhu nho nhã, cô Triệu thì xinh đẹp đoan trang, thật là một cặp trời sinh. Sau khi tốt nghiệp cao trung thì ông Lý cầu hôn cô Triệu. Nào ngờ nàng buồn thảm bật khóc, nói là mình không có tư cách gì gả cho ông. Hỏi mãi, Lý Thiên Sinh mới biết được chân tướng. Vào lúc cô Triệu 8 tuổi thì phụ thân mất, mẹ tái hôn. Lúc cô Triệu 14 tuổi thì bị cha dượng hung bạo cưỡng hiếp. Mẫu thân nàng dù biết cũng đành bấm bụng chịu, để mặc cho cha ghẻ trường kỳ cưỡng hiếp nàng suốt mấy năm ròng, mãi tận đến nay. Ông Lý nghe xong thập phần phẫn nộ và cảm thông sâu sắc, nên nhất quyết cứu người yêu thoát khỏi tổ quỷ. Phụ thân ông Lý kinh doanh hãng giày, gia cảnh rất giàu. Ông Lý giấu nhẹm chuyện cô Triệu bị bố dượng làm nhục, thú thực tình yêu của mình với ba mẹ, và ngỏ ý muốn đưa cô Triệu qua Canada cùng học tiếp đại học, và hai người sẽ kết hôn sau khi tốt nghiệp. Cha mẹ ông Lý thương con và quý tình yêu sâu nặng của cả hai, nên đồng ý cho họ được như nguyện.
tốt nghiệp đại học rồi, bọn họ kết hôn và tự mình mở một tiệm giày kinh doanh. Không bao lâu thì sinh ra một bé trai khả ái. Cả nhà họ đang sống hạnh phúc thì trời bỗng nổi phong ba. Còn trai họ mới 8 tuổi thì bị bắt cóc. Họ giao nộp mấy mươi vạn tiền chuộc rồi thì phát hiện nó bị giết chết, bỏ thấy ngoài giá ngoại. Cái chết của đứa con cưng khiến hai vợ chồng chấn động, thống khổ đến tận cùng. Nhất là cô Triệu, đã lâu rồi mà niềm đau không nguôi, tinh thần khó hồi phục. Nhưng họa vô đơn chí, năm sau toàn bộ xe container chứa đầy hàng hóa của họ bị cướp sạch, khiến họ túng bấn kinh tế trọng đại. Nhưng vận rủi vẫn chưa kết thúc. Một buổi tối năm thứ ba, lúc họ đang chuẩn bị đóng cửa tiệm, thì trước cổng đột nhiên có một xe vận tải to dừng lại. Từ trên xe nhảy xuống 6 tên thổ phỉ, hùng hổ xông vào trong tiệm. Chúng không nói năng gì, bắt hai vợ chồng dán kính vào miệng và trói lại. Sau đó chúng chất hết hàng hóa cướp được lên xe, lột sạch tiền bạc và trang sức của họ. Điều khiến người ta phẫn nộ nhất là bọn họ đã thay nhau cưỡng hiếp cô vợ trước mặt chồng. Từ đó trở đi, tinh thần cô Triệu hoàn toàn suy sụp. Nàng luôn hoảng loạn, thường phát sinh ảo giác, cứ một mực cho chồng mình là kẻ ác. Chuyện bạo hành, cưỡng hiếp, đánh đập cô nên kiên quyết đòi ly hôn với chồng. Nữ luật sư kể xong bèn thỉnh giáo hòa thượng. Cô Triệu kiếp trước đã tạo ra những nghiệp gì mà đời này số khổ quá như vậy? Xin sư phụ giảng cho chúng con nghe. Những người ngồi tại đấy đều chấn động khi nghe qua câu chuyện thê thảm này. Thật không tưởng tượng được một phụ nữ yếu đuối như thế lại phải đón nhận những tổn thương, họa hại liên tục xảy ra cho tinh thần và thể xác như vậy, khó mà không oán trách trời già bất công. Lúc này hòa thượng thở dài nói: cô gái đó kiếp trước là nam nhân ít, gia cảnh bần cùng, cha mẹ mất sớm, từ nhỏ đã phải đi ăn xin rồi chăn dê cho địa chủ. Sau đó do không chịu nổi sự ngược đãi của những kẻ mất tính người, ít bèn trốn đi phiếu bạc khắp nơi, rồi sống bằng nghề trộm cắp. Đến khi trưởng thành thì ít làm thổ phỉ, đánh cướp nhà người, bắt phụ nữ hiếp dâm, không ác nào mà không làm. Một lần ít đi cướp trong thôn, nhìn thấy một phụ nữ mỹ lệ, ít liền bắt trói chồng nàng, cưỡng hiếp cô vợ ngay trước mặt chồng. Liên tục mấy năm sau, ít vẫn thường ức hiếp làm nhục đối vợ chồng nạn nhân. Vì quá khiếp sợ sự hung hãn của ít, đành cắn răng chịu nhục mà sống. Đến đời này, thổ phỉ ít chuyển sinh làm cô gái họ Triệu, người cha dượng tàn bạo, cưỡng hiếp cô liên tục nhiều năm liền. Kiếp trước chính là thiếu phụ xinh đẹp, từng bị ít làm nhục. Nay đã chuyển thế đầu thai, tìm kẻ thù báo oán. Để như con cô Triệu bị giết, hàng hóa bị cướp, cô bị các tên lưu manh làm nhục, luân phiên hãm hiếp, tất cả đều là báo ứng tội ác kiếp trước của cô. Vì vậy mới có câu: muốn biết nhân đời trước, nhìn quả thọ đời này. Muốn biết quả đời sau, nhìn nhân gieo đời này. Bởi vì lưới trời tuy lồng lộng, nhưng một cọng lông cũng khó thoát. Cho dù hiện đời kẻ làm ác có trốn được pháp luật trừng phạt, thì cũng không trốn được luật nhân quả, phải đền trả ác nghiệp mình đã tạo. Trong kinh Phật thường nói: nhân quả báo ứng như bóng theo hình. Cho dù trải qua trăm kiếp ngàn đời, những điều đã tạo không hề mất đi. Điều này khuyên rằng chúng ta phải hết sức cẩn thận. Các điều ác chớ làm, thiên làm các điều lành. Nghe hòa thượng Diệu Pháp nói, không ai là chẳng tin phục. Mọi người liên tục tán thán: nhân quả báo ứng không sai,
Lúc này có người thắc mắc hỏi sư phụ: Câu Triệu đời trước làm thổ phỉ, tạo nhiều tội ác đầy dẫy. Đời này vì sao có thể gặp được người chồng tình thâm nghĩa trọng như thế? Mọi người có mặt đều hưởng ứng, ngưỡng vọng chờ câu đáp của Hòa Thượng. Sư phụ từ tốn kể: Một đêm nọ, sau khi đánh cướp xong, trên đường quay về sân trại, tên X gặp một đồng nam, áo quần lam lũ, toàn thân bị thương, đang bị ai khóc lóc. Chứng kiến cảnh này, tên X mũi lòng, nhớ lại thời thơ bé, mình cũng từng khốn đốn như thế, do vậy mà thông cảm xót thương. X hỏi thăm, thì biết đồng nam kia đang chăn trâu cho địa chủ. Vì để trâu đi mất, nên bị chủ đánh tàn độc và uy hiếp, nói nếu không bồi thường thì ông sẽ bá quan bắt cha hắn, đóng gông bỏ tù. Tên cướp nghe nói, xin lòng trắc ẩn, đưa cho thiếu niên một số tiền lớn, dặn dò: Hãy trích tiền này ra bồi đền theo giá trâu cho chủ, phần còn dư thì đưa cha mẹ làm vốn buôn bán kiếm sống. Đồng nam nhận tiền xong, liền hướng thổ phỉ dập đầu tạ ân, cảm kích đến rơi lệ, phát thệ rằng: Đời sau xin nguyện làm trâu ngựa, báo đáp ân cứu mạng. Thiếu niên ấy nay chính là chồng của Cố Triệu. Vì lý do này mà bất kể Cố Triệu gặp hoạn nạn như thế nào, thậm chí có yêu cầu ly hôn, anh Lý trước sau vẫn thủy chung không chịu lìa xa, không chán nản bỏ bê, và luôn thương yêu bảo vệ cô là vậy đó. Những lời giải thích dịu dàng của sư phụ như vầng dương xua tan mấy mùa thắc mắc trong lòng mọi người. Sư phụ nói tiếp: Người ta bình thường không biết Phật pháp, không hiểu rõ luật báo ứng, nhân quả như bóng theo hình, nên cứ mê lầm tạo tội, cảnh phát theo tâm. Nếu như Cố Triệu có thể tiếp nhận Phật pháp thì mọi phiền lụy sẽ tiêu như băng tan dưới ánh mặt trời, có thể giải quyết tận gốc, đoạn dứt căn nguyên tai họa và bất hạnh. Nếu như Cố Triệu có thể đến chùa học Phật pháp, họ giữ ngũ giới, hành thập thiện, hàng ngày cung kính tụng một bộ kinh Địa Tạng, hồi hướng cho các chúng sinh đời trước mình làm tổn hại, tiên hành trị như vậy bền bỉ, thì tốt nghiệp sẽ được tiêu trừ, về sau vận mạng có thể chuyển tốt. Nữ luật sư nghiêm túc ghi chép những lời sư phụ dạy vào sổ, mọi người đều thở ra nhẹ nhõm, tin rằng Cố Triệu đáng thương kia sẽ nhanh chóng thoát khỏi vận mệnh bi đát nhờ vào sự tu sửa của bản thân. Câu chuyện thứ 19: Chứng bệnh sợ bóng tối. Trần nữ sĩ, tuổi hơn 40, đang cùng chồng đến bái kiến Hòa Thượng Diệu Pháp. Bà kể, từ nhỏ tới giờ, hễ trời vừa tối là phát sợ, cho nên trước khi trời tối, bà luôn thắp sáng hết mọi phòng trong nhà. Nếu không, thì sau khi trời tối, bà sẽ không có dũng khí vào phòng thắp đèn. Và nếu có vật gì rơi từ trên giường xuống chỗ tối, bà đều chẳng dám lượm lên, bởi vì chỉ cần nhìn thấy bóng tối là bà sợ rét run. Từ nhỏ đến giờ, bà đã đi rất nhiều bệnh viện, gặp nhiều bác sĩ tâm lý, nhưng không ai tìm ra nguyên nhân. Tính sợ bóng tối luôn phiền nhiễu bà, khiến bà rất khổ. Sư phụ nói kiếp trước, bà là một nam nhân X, trong nhà nghèo, tới nước ngay cả dầu thắp đèn cũng không mua nổi. Tại hương thôn xã X trú ngụ, có một gia đình thiện lương. Vào những đêm không trăng, gia đình này luôn thắp đèn dầu treo ngoài cổng lớn, nhằm giúp soi sáng đường đi cho khách bộ hành, để họ dễ dàng nhìn ra điểm đến và tránh cho họ nỗi sợ hãi trong bóng đêm. Nhưng tên X nghèo nàn này
lại khởi tâm tham xấu. Hắn thường lợi dụng đêm khuya, lén trộm hết dầu trong đèn mang về nhà. Đèn bị tắt rồi, khiến người đi đường sinh tâm hoảng sợ và không nhìn rõ phương hướng. Nhân nào quả nấy, do vậy mà đời này bà luôn sợ hãi bóng đêm. Câu chuyện thứ 20. Tiên sinh dạy học. Tỉnh Sơn Tây có một đôi vợ chồng trẻ sinh được một đứa con trai, đã 30 tuổi mà vẫn chưa biết đi, nói cũng không rành. Bác sĩ khám xong bảo thằng bé bị chứng liệt não nhẹ. Hai vợ chồng vạn phần lo lắng, liền nhờ tôi đến hỏi hòa thượng giùm. Hòa thượng nói kiếp trước đứa bé này là một giáo sư tài ba, chuyên nghề dạy học, đọc đủ kinh thư, là người rất có tiếng tăm danh vọng. Khi đó nhiều người thích nghiên cứu Phật pháp tìm đến thỉnh giáo ông, hỏi về vấn đề liên quan sinh tử và lục đạo luân hồi. Ông giáo bèn miệt thị, nói với mọi người rằng những gì Phật giáo rao giảng toàn là hư dối, không thật. Có ai thấy qua lục đạo luân hồi hay chưa? Rồi ông còn trích lời Khổng Tử thế này: không biết sống, đâu biết chết. Và khăng khăng tuyên bố quan điểm của mình rất là chính xác. Do lời nói hàm hồ như vậy, ông đã khiến cho nhiều người mất đi phúc duyên bước vào con đường học Phật. Chính vì tính tự cao ngã mạn, ỷ vào tri thức nửa vời, vị giáo sư đã phát ngôn bừa bãi, đem những phán đoán sai lệch của mình ngăn trở người tìm hiểu Phật pháp. Cho nên sau khi chết, ông bị sinh làm heo nhiều kiếp. Đến hiện đời, đôi vợ chồng này rất ưa ăn thịt heo, cho rằng thịt heo là ngon nhất. Khi con heo này bị giết rồi, họ đã mua nó đem về kho ăn. Giờ đây, nhân duyên chín mùi, đứa con trai mà họ sinh ra chính là ông giáo kiếp xưa từng thọ ác báo. Đó cũng là báo ứng của đôi vợ chồng ưa ăn thịt heo. Nếu muốn thay đổi nghiệp báo, họ phải sám hối tội ăn thịt, hơn nữa phải chuyển sang ăn chay hoàn toàn. Còn phải sám hối thay cho ác nghiệp ngày xưa của con họ, phải tụng kinh Địa Tạng hồi hướng cho những người từng bị ông giáo nhồi nhét tư tưởng sai lầm, lỡ mất cơ duyên học Phật pháp. Và cũng nên vì những con heo mà họ ăn tụng kinh Địa Tạng siêu độ cho. Hòa thượng khẳng định chỉ cần hai vợ chồng kiên trì làm đến nơi, chịu tụng kinh và ăn chay như lời ta nói, đồng thời phối hợp với phương pháp trị liệu rèn luyện thân thể, đứa bé sẽ dần dần chuyển tốt, não sẽ hồi phục bình thường, tương lai nhất định có thể tự lo cho đời sống của mình. Tôi cứ thế truyền đạt lại hết mọi lời hòa thượng dạy cho hai vợ chồng kia nghe. Cha đứa bé nghe xong kinh hãi nói: sư phụ giảng rất đúng, ông bà nội thằng bé làm tài công tí thịt, còn thiết lập thêm lò mổ riêng nữa. Do vậy mà gia đình ông được mua thịt sống tươi ngon với giá rẻ. Vợ ông rất ưa ăn đầu heo, không ngờ báo ứng ập tới, cả nhà lãnh chung. Thật là tự làm tự chịu. Nếu biết rõ thì họ đã không làm vậy. Mẹ đứa bé rơi nước mắt, bày tỏ lòng sám hối, nhất định sẽ tuân theo lời sư phụ dạy, để ăn chay tụng kinh, ráng trị lành bệnh cho bé. Mong các vị có thể trì chí kiên tâm, phiền não sẽ chuyển thành bồ đề. Câu chuyện thứ 21. Ăn chay trì giới mới được lợi ích. Đổng phu nhân ngủ ở tầng dưới, tuổi hơn 40, tánh chất phát rộng rãi. Bà bị tiêu chảy mười mấy năm nay, hàng ngày phải đi ít nhất 4-5 lần, nhiều thì mười mấy lần. Hễ bụng vừa đau là phải lao ra nhà xí. Bác sĩ nói bà bị viêm ruột mãn tính.
dù uống rất nhiều thuốc nhưng không có hiệu quả. Có lần bà lên nhà hỏi tôi có cách gì giúp bà không. Tôi hóm hỉnh bảo tôi sẽ ra thuốc cho bà, chỉ cần bà chịu dùng y theo toa kê thì bảo đảm bệnh tật sẽ tiêu, và hạng bác sĩ như tôi đây một xu cũng không lấy. Bà Đổng thực thà nói, ông cứ kê toa đi, tôi tin ông mà. Đắt mấy tôi cũng mua, đắng mấy tôi cũng uống. Tôi nói, thuốc tôi cho không làm bà tốn tiền. Tôi thấy bà phải sớm ngừng ăn thịt gà, thịt vịt và cá, vì ruột, dạ dày của bà không tiếp thọ đồ tanh hôi. Do vậy mà mỗi ngày bà đều đi chảy. Bắt đầu từ nay trở đi, trừ trứng gà không trống ra, bà phải đoạn dứt việc ăn thịt và nên ăn chay hoàn toàn. Tôi nói thêm, kể từ tối nay, trước khi sắp ngủ, bà hãy thư giãn thân, ngồi cho tốt, hít thở đều, tĩnh tâm lại, nhắm mắt niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát nửa tiếng. Chỉ cần bà thành tâm thì sẽ mau chóng có hiệu quả. Nếu niệm một tháng mà không hiệu quả, xem như tôi nói không đúng, tôi sẽ để bà ăn thịt lại. Dù sao, chuồng to này không tốn tiền, bà có muốn thử hay không? Bà nghe tôi nói, mặt đầy nghi ngờ hỏi, nè, một nữ đồng nghiệp của tôi cứ đến rằm, mùng một là đi chùa tụng kinh, ngày nào cũng thành tâm, thắp hương trong nhà. Nhưng bà ta khắp thân đều bệnh, đã từng châm, tiêm, uống thuốc biết bao ngày nhưng bệnh vẫn không ngớt. Như thế thì ông giải thích sao đây? Tôi chất vấn, bà ta ăn chay hả? Người ta bảo bà là cư sĩ tại gia thờ Phật, chỉ cần không sát sanh là được rồi, có thể ăn tam tịnh nhục, cho nên bà cứ thế mà ăn. Bà Đổng trả lời. Tôi hỏi, giả sử có người vì hút thuốc mà bị bệnh phổi, do uống rượu mà bệnh gan, thì có phải là không cần kiêng cữ gì, cứ mặc tình hút thuốc, nhậu thả ga, chỉ cần tiêm chích, uống thuốc là bệnh sẽ lành, phải vậy không? Đây là điều không thể, bà đáp. Cũng đồng như thế thôi, do ăn thịt chúng sanh mà bệnh, thì trước tiên cần phải đình chỉ ăn thịt, phải tụng kinh niệm Phật mới có hiệu quả. Bởi do không hiếu kính phụ mẫu hoặc tạo ác nghiệp mà bị bệnh, thì trước cần đoạn ác nghiệp, phát tâm sám hối, cầu chư Phật gia trì mới có hiệu nghiệm. Phật Bồ Tát là bác sĩ tốt nhất trên thế gian, Phật Pháp là thuốc tối hay trong vũ trụ. Nhưng do phần đông người ta không hiểu, không biết đến vị thuốc tối hay này, người ta hoàn toàn không biết là mỗi người đều tự có kho báu, thật quá đáng tiếc. Nếu như chẳng thể tuân hành theo lời Phật dặn, thì bất kể dùng thuốc chi, khám bác sĩ nào, bệnh của bà cũng trị không hết. Tôi nói có đúng không? Ông giảng thì tôi hiểu rồi. Từ nay tôi bắt đầu, trong vòng một tháng, thực hành toa ăn chay niệm Phật mà ông vừa cho. Nếu thực sự làm vậy mà bệnh lành, thì tôi nguyện từ nay trở đi không ăn thịt nữa, mà sẽ học tập theo ông, ngày ngày ăn chay niệm Phật. Tối hôm sau, bà Đổng mặt mày hớn hở báo cáo, đêm qua tôi về nhà rồi, bụng không đau, lúc dùng tối cũng không ăn thịt. Trước khi sắp ngủ thì ngồi tĩnh tọa, tôi nhắm mắt niệm Phật. Niệm một chút thì toàn thân phát nóng, thầm nghĩ, đây có phải là cảm ứng chăng? Càng niệm thì tâm càng hoan hỷ. Đến lúc cảm thấy hai chân bị tê liệt thì tôi mở mắt. Ôi chao, hóa ra đã hơn cả tiếng đồng hồ rồi. Tôi buông chân ra, toàn thân toát mồ hôi, cảm giác như mới vừa tắm xong nước nóng vậy. Thấy toàn thân cực kỳ nhẹ nhàng, thư thới.
Rồi bà hí hửng phát biểu: "Thật không ngờ, ngồi thiền niệm Phật tốt như vậy đó. Suốt ngày nay cho tới giờ bụng tôi vẫn chưa đau, thật là lạ. Mười mấy năm nay tôi chưa bao giờ có được kinh nghiệm này. Cho đến hôm nay, bà Động không những chứng đau bụng đi tạ đã hết, mà ngay cả bệnh đau lưng nhiều năm cũng không thuốc mà khỏi. Bây giờ hàng ngày bà ngồi thiền niệm Phật, còn bắt đầu tụng kinh Địa Tạng và chú Đại Bi. Bà tự giác tu tinh tấn, tâm tư kiên định, phát nguyện hành theo lời Phật dạy." Câu chuyện thứ 22: Nhân nào quả nấy. Láng giềng tôi có bác trường ưa luyện khí công, còn dùng khí công để chữa bệnh cho người. Nhưng ông trị người không hết, mà bản thân cũng bị bệnh quá nhiều. Ông bị chóng mặt đã 3-4 năm nay, uống thuốc trị liệu gì cũng không kết quả. Ông nói: "Đầu tôi say thẩm, giống như vừa mới uống 2 bình rượu vậy." Nhân duyên hội đủ, ông đến gặp Hòa Thượng Diệu Pháp, năn nỉ ngài vận khí công trị bệnh cho ông. Sư phụ cười nói: "Tôi không thể vận khí công để trị bệnh đâu. Mỗi người mắc bệnh đều có nguyên nhân. Tôi có thể nói rõ nguyên nhân vì sao ông chóng mặt. Còn chuyện hết bệnh hay không thì tùy thuộc vào ông. Đây cũng là đạo lý mà Phật nói, mệnh tự ta lập. Thí như do ông không hiểu chuyện mà làm sai việc gì đó, đem lại sự thống khổ phiền não cho mình và người. Nếu ông gặp được thiện tri thức, giải thích và chỉ rõ nguyên nhân, một khi ông hiểu rõ và nhận ra chỗ sai của mình, cố gắng sửa đổi, thì phiền não và thống khổ sẽ biến mất không còn. Bởi vì Phật Pháp không phải để cho người mê tín Phật Bồ Tát hay một cao tăng nào đó, mà là để mỗi người đều có thể hoạch đắc trí huệ, tự mình cải số mệnh của mình." Bác Trường suy nghĩ một hồi rồi gật đầu. Hòa Thượng nói tiếp: "Ông bị chóng mặt là do 3-4 năm trước ông từng làm tổn hại một ổ chuột con, có việc này không?" Bác Trương hồi tưởng lại và nói: "Dạ có việc này ạ. Thưa sư phụ, ngài quả có đại thần thông. Cách đây 3 năm, một hôm con vào kho chứa đồ và phát hiện có ổ chuột con mới sinh độ chừng 6-7 con. Đệ tử nhát lắm, chẳng biết làm sao cho chúng chết, bèn bỏ chúng trong cái lồng, gắng sức lắc mạnh. Lắc một hồi lâu, con nghĩ là chúng đã chết, liền đem quăng ra bãi rác. Ôi, việc như thế mà liên quan tới chứng chóng mặt của con sao?" "Đúng vậy, ổ chuột đó không bị ông lắc chết, mà chỉ bị ông làm cho chóng mặt thôi. Nhân nào quả nấy đó. Đây là nguyên nhân vì sao ông bị chóng mặt." Bác Trương lẩm bẩm một mình: "Ngài phán rất đúng. Con từ lúc đó về sau bắt đầu chóng mặt. May là bầy chuột chưa chết. Nếu mà chúng nó chết rồi thì không biết con đền mạng tới đâu nữa." "Đúng vậy, sát sanh sẽ làm giảm thọ mệnh. Bằng không thì ngay đời này cũng gặp tai nạn hoạn ương. Động vật sở dĩ có thể bị giết cũng là do kiếp trước nó từng gieo nhân sát sanh, nên đời này mới bị quả báo như thế. Phần chúng ta đời này giết hại chúng nó, tức là đang vay nợ mạng. Cứ thế nhân quả tuần hoàn, oan oan tương báo, không bao giờ hết. Vì vậy mà phàm phu chúng ta cứ luân hồi trong lục đạo, không có ngày ra. Chỉ có liễu giải Phật Pháp, tình sầu nhân quả, ngừng ác hành thiện thì mới có thể thoát ly khổ sinh tử. Thế nào, từ rày ông còn muốn sát sanh chăng?" Bác Trương đang ngồi sợ đến ngẩn ngơ, nghe Hòa Thượng hỏi vội đáp: "Từ rày về sau con chẳng dám sát sanh nữa." Nói xong,
ông hoan hỷ mách: Bạch sư phụ, đầu con đột nhiên tỉnh táo rồi, không choáng chút nào cả. Người chung quanh đều cười. Bác Trường thắc mắc nói tiếp: Nhưng mà loài chuột hại sâu, cắn phá tài vật của người, thậm chí truyền bệnh dịch hạch. Nếu như không giết nó, tương lai nó sinh sản, lan tràn làm sao? Chọn cả tổng thể, từ lớn như vũ trụ và nhỏ tợ như vi trần, bao gồm tất cả chủng loại sinh mạng, đều có quy luật vận hành và thời gian tồn tại. Nếu có người có sinh lão bệnh tử, thì vật có thành trụ hoại không. Cho dù là núi sông biển cả, hoa cỏ hạt xương vân vân, chỉ cần có hình thành là có hoại diệt. Thế nhưng cách hoại diệt hay chú trình sinh tử này tự có quy luật của nó. Nếu chúng ta coi thường quy luật tự nhiên, mặc tình phá hoại theo lý luận và ý thích ngu muội của mình, tất nhiên sẽ chịu lấy ác quả bất kham khó thể tưởng tượng. Chỉ như chúng ta vì những lợi ích trước mắt cho phá rừng nổ đá, khiến rừng bị hủy hoại, núi bị sạt lở và cây cối loài vật trong rừng bị tàn hại. Tất cả việc làm thiếu ý thức này của chúng ta sẽ dẫn đến hậu quả là địa cầu bị ngập nước, khí hậu thay đổi, lũ lụt phát sinh. Ông không thấy số lượng cây rừng bị chặt phá quá nhiều, động vật bị săn giết thảm, đến nhiều loài phải mất tích hoặc tuyệt diệt. Loài chuột cũng có rất nhiều kẻ thù trong thiên nhiên như rắn, mèo, diều hâu, chim ưng, chim ó, vân vân. Có thể những kẻ thù thiên nhiên này cũng bị nhân loại chúng ta giết hại ăn thịt hoặc lột da làm y phục, trang sức. Do vậy mới có câu: Thiên tai là do chính nhân hòa tạo thành. Hòa thượng ngừng một lát rồi nói: Tôi bày ông một cách có thể diệt trừ nạn chuột, ông có muốn thí nghiệm thử không? Mọi người đều nhìn hòa thượng chăm chăm. Ngài mỉm cười giải thích: Trước tiên phải biết chuột cũng là loài động vật hữu tình, cũng có mẹ sinh đẻ dưỡng nuôi. Chúng cũng giống trâu ngựa mèo chó, một số có thể nghe hiểu tiếng người. Khi ông hiểu rõ đạo lý không sát sanh rồi, ông có thể hàng ngày chuẩn bị những thức ăn dư thừa cho nó, đặt ở nơi mà chuột thường ẩn hiện và nói nhỏ. Bản thân tôi ngày trước chưa hiểu Phật Pháp nên đã giết hại rất nhiều chuột. Bây giờ tôi đã rõ đạo lý, từ nay về sau nhất định chẳng sát sanh nữa. Tôi vẫn muốn tụng kinh cầu siêu cho loài chuột từng bị giết, hy vọng chuột sẽ không cắn phá đồ vật trong nhà người. Chỉ cần ông thành tâm thành ý làm như thế, nhất định sẽ thấy kết quả. Thậm chí một ngày kia chuột sẽ dời ổ bỏ đi. Buổi nói chuyện của sư phụ đã khiến chúng tôi mắt ta như đổi mới. Sau đó phương pháp này lần lượt được thí nghiệm, kết quả rất tuyệt. Còn có người trong nhà bị nhiều kiến, họ cũng áp dụng phương pháp này và nói rất linh nghiệm. Không tin ư? Thế thì bạn hãy thí nghiệm đi. Câu chuyện thứ 23: Hộ trì Phật Pháp bằng đức hạnh. Tôi hỏi sư phụ: Con thấy nữ sĩ kia một mực chí thành hộ trì tự viện hay bố thí tham gia pháp hội, nhưng hiện giờ bà đang bị bệnh ung thư phổi, bệnh viện cũng không trị nổi. Xin hỏi sư phụ nguyên nhân căn bệnh của bà. Sư phụ đáp: Làm người không nên để cho tâm danh lợi làm lụy, chẳng nên khởi tâm cống cao ngã mạn. Phải biết lúc ta đến cõi đời này vốn là trần trụi, thì khi lìa thế gian vẫn phải trắng tay, không đem theo được gì. Danh lợi giống như mây khói thoáng qua, không nên vì danh lợi mà khởi tâm cống cao ngã mạn. Chỉ có tâm thanh tịnh mới được Phật quang gia hộ. Nếu dùng tâm xấu, tâm cống cao ngã mạn
mà bố thí tài vật cho chùa, thì tự viện giống như cung điện chứa vàng chất bạc. Kẻ cúng bằng tâm chứ độc như thế, chỉ làm nhiễm ô người tu hành phạm hạnh. Còn nếu không những đem tài vật cúng dường, mà còn biết dùng đức hạnh hộ trì tự viện, thì tự viện mới thành là đạo tràng vạn đức trang nghiêm, hóa độ thập phương rộng rãi. Hãy bảo bà ấy, ngoài việc tu tâm sửa tính, giữ lòng khiêm cung ra, còn phải tụng kinh Địa Tạng để tiêu trừ tốt nghiệp. Khi tụng kinh, không nên tham nhiều, tham mau, đọc lua lua. Trong lúc tụng kinh, cần chú ý tâm, khẩu, mắt phối hợp hỗ tương cho đồng, chẳng nên hôn trầm tán loạn. Tụng từng chữ từng câu cũng đồng như tụng ngàn chữ ngàn câu. Tụng một bộ kinh giống như tụng ngàn bộ kinh. Như vậy, pháp giới chúng sanh mới được hưởng lợi ích. Không chỉ giữ gìn ngôn hạnh, không tham sân si, mà phải hằng có tâm điều phục chúng. Giống như làm cỏ, phải diệt tận gốc, mới không lưu lại hậu hoạn. Khi tôi đem lời sư phụ chuyển đến nữ cư sĩ này rồi, bà nói, sư phụ phê bình rất đúng. Bà nhìn nhận đây là khuyết điểm của bản thân và chân thành biểu lộ sự ăn năn. Sau đó, bà buông bỏ hoàn toàn, không thèm quan tâm đến chuyện bệnh tật nữa. Cứ ở nhà tụng kinh Địa Tạng. Khi tụng đến bộ thứ bảy, thì cảm thấy bệnh trên thân thể lành như được một nửa. Lúc đến y viện kiểm tra, thì bướu ác tính đã chuyển sang lành tính. Bà được niềm vui quá ước mong, càng tăng thêm niềm tin đối với sư phụ. Khi bác sĩ đề nghị phẫu thuật, bà không chịu, quay về nhà kiên trì tụng kinh Địa Tạng. Lúc tụng đến bộ thứ 19 thì cảm thấy sức khỏe tràn đầy. Hàng ngày bà lễ Phật hơn trăm lạy mà không thấy mệt. Sau đó bà lại đến bệnh viện tái kiểm tra, thấy khối u trong phổi đã hoàn toàn biến mất, không còn lưu lại một vết nào. Đúng là kỳ tích. Đến nay đã gần 5 năm. Mùa xuân năm 2000, bà đi xe chuyên trình từ Thiên Tân đến thăm tôi. Thấy bà có vẻ khang kiện, còn hơn hồi tuổi trẻ rất nhiều. Thật là lạ. Pháp ngữ của Hòa Thượng. Hòa Thượng Diệu Pháp từ bi khai thị như cam lồ rưới đảnh, khiến người nghe không ai là chẳng khai sáng tâm, pháp hỷ sung mãn. Xin ghi lại một phần pháp thoại ấy như sau. Hỏi: Bạch Hòa Thượng, vì sao có người giết vật gì lâu dần, mặt họ lại giống con vật đó? Đáp: Lúc con vật bị giết, lòng đầy kinh ngạc oán hận, hồn phách khó siêu, và thường theo kẻ ác, chờ lúc phúc thọ suy để báo oán. Lâu dần, thân thể kẻ đồ tể bị đồng hóa, nên sẽ có vẻ mặt và dáng dấp hao hao, giống loài vật đã bị họ giết chết. Hòa Thượng mỉm cười nói tiếp: Cái này có thể giải thích giống như ảnh hưởng môi trường, hoàn cảnh, hành vi. Ví như một kẻ cấp sách tới trường, thời gian sau sẽ có dáng dấp thư sinh. Kẻ buôn bán sẽ có dáng dấp thương gia. Kẻ làm ruộng có dáng dấp nông phu. Kẻ làm việc chân tay có dáng công nhân. Riêng kẻ đầu tể, thân xác luôn mang mùi tanh tưởi, chứa đầy thù hận của con vật bị họ sát hại, nên thân toàn là ác nghiệp, tâm chứa đầy xấu độc. Và họ giết loài nào nhiều nhất thì họ sẽ mang hình dáng con vật đó. Đây cũng là điềm báo, sau khi chết họ sẽ thành loài đó. Đọc trong sử, chúng ta thấy mẹ ông Mạnh Tử phải dời nhà 3 lần vì muốn con mình được sống môi trường thiện lành, có được ảnh hưởng tốt. Điều này dễ hiểu thôi. Gần trường học sẽ làm quen với tính hiếu học, chơi với kẻ đánh bạc sẽ trở thành người ham mê đỏ đen, giao du với người hiền thì trở thành lương thiện.
nếu thường thân cận Phật Thánh, sẽ có tâm như Thánh, nhan diện sẽ hiền lương như mặt Phật, vì gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Những kẻ sống bằng nghề đồ tể, thân tâm đều có ác khí rất nặng. Tất nhiên, bản thân và chỗ ở của họ luôn ẩn chứa họa tai. Một khi phúc suy, thì báo ứng đến. Hỏi, nếu ăn thịt gà thì thế nào? Đáp, loài gà tuy được nuôi sống bằng sự tiến bộ của văn minh loài người, song về vệ sinh ăn uống, chốn ở đều nằm trong phạm vi một cái chuồng chật hẹp, nên chúng mắc bệnh cúm rất nhiều. Vì vậy mà thân thể bị nhiễm đầy chất độc của bệnh cúm. Chúng mang hình thể thú vật, có đau ốm cũng ít ai biết, là chẳng được uống thuốc men, luôn ẩn chứa mầm bệnh trong mình. Người đời mê ăn thịt, không biết hòa hại ẩn ở trong, cứ nấu ăn thịt đó tưởng là ngon, bổ dưỡng, không ngờ rằng ăn sẽ mang bệnh vào thân. Tục ngữ có nói, bệnh tùng khẩu nhập, bệnh từ miệng mà vào. Còn trong sách thường nhắc nhở, ăn 8 lạng phải trả nửa cân. Ăn thịt nhiều rất có hại, đó là sự thật. Có khi không chỉ trả nửa cân, mà còn phải trả cả mạng sống. Nhiều người ăn đủ thứ thịt, bị mỡ thừa tích tụ, thân đầy độc chất, máu bị nhiễm trược, cơ thể bị trúng phong, sinh cao huyết áp, ung thư, cuối cùng hết thuốc chữa. Nếu nói thực tế, chưa bàn đến nghiệp báo chi, thì nội chuyện ăn mặn đã rất có hại rồi. Vì rước mầm bệnh, tâm oán hận vào mình, lâu ngày thành ung bướu, không chết gấp thì cũng chết từ từ, bệnh hành hạ đau đớn. Con vật trược khí nhiều, từ tư tưởng đến phẩm hạnh đều thấp hèn, vì gieo nghiệp xấu tệ mà đọa làm thú. Thân tâm đều là nguyên tố xúc sanh, có người ăn thịt chúng vào, nạp mãi nguyên tố thấp, thì thân thể thuần là tố chất của loài vật. Người ăn thịt, hiếu lòng từ, thân đầy trược khí, rất không tốt. Người biết tu, phải nuôi dưỡng lòng nhân, bảo vệ phẩm chất thanh tịnh, thì ăn thịt những loài gia súc, vô tình, tánh linh của người sẽ bị tánh linh của vật làm ô nhiễm, ảnh hưởng tới công phu tu hành. Hơn nữa, ăn chay giúp tiết dục, tĩnh tâm, giúp ích cho sự tu tập rất nhiều, vì cơ thể máu thịt của súc sanh, ô trược, tính linh dơ bẩn, ăn vào dục nhiều, tinh thần tối tăm. Cho nên, từ cổ chí kim, những bậc tu sĩ đều ăn chay là vậy. Nói thực tế, ăn thịt nhiều rất có hại, chẳng ích lợi gì. Nhất là người lớn tuổi, sức đề kháng suy yếu, ăn nhiều thịt, không tiêu hóa hết, vẫn dư thừa nằm lại trong cơ thể, khiến sinh ra đủ chứng bệnh. Cho nên, ăn ít hại ít. Là đệ tử Phật thì tốt nhất không ăn thịt, vừa trưởng dưỡng từ tâm, không tạo ác, vừa giữ thân thanh sạch. Có nhiều loài nhỏ như côn trùng, chim sóc, có người ăn một miếng là sát hại một mạng sống, hoặc chục mạng, trăm mạng. Con vật cũng có quyền được sống, giết chóc chúng bừa bãi, không những làm thương tổn tình người, mà còn phá hoại môi trường sinh thái thiên nhiên, hủy diệt lòng từ ái. Đức Phật thương yêu tất cả chúng sanh, chúng ta là đệ tử Phật, cũng nên học theo hạnh Ngài, hãy đối xử từ ái với loài vật. Hỏi, có cư sĩ muốn kiến thiết đạo tràng, hành nhiều bố thí, xin thỉnh giáo Ngài, làm sao để tụ được nhiều thiên tài? Đáp, tài sản tiền bạc giống như củi, tụ nhiều vô ích, chỉ một mồi lửa là thiêu cháy thân dễ dàng. Củi có thể giúp tỏa nhiệt, nhặt đâu cũng có, dễ tìm đầy rẫy. Không nên tham muốn có nhiều, vì tàn ẩn họa ở trong. Vương cư sĩ hỏi, thầy nọ bói, cô ấy mấy năm nữa đi vào quan vận, không có tài vận,
Vì vậy, không cho giữ chức tổng giám đốc công ty. Nói như thế là vô lý. Xin thầy khai thị. Đáp: dù nói số mệnh, nhưng người tu hành có thể cải đổi số mệnh. Đã gọi là số mệnh thì có 3 phần là mệnh, 7 phần là vận. Đây chính là thời vận. Cho nên nói, thời tới thì phát huy. Vì vậy, chuyện nắm bắt thời cơ rất quan trọng là then chốt. Nhưng làm sao để nắm bắt? Việc này phải xem ngộ tánh của một cá nhân, đồng thời phải nhìn sự tu trì bình thường của y. Ngộ đạo rồi, liền có thể nắm bắt thời cơ, cũng có thể cải đổi vận mạng. Hỏi: có một cư sĩ ở Thiên Tân, mấy năm trước được ban tặng cho con chó Giang Tô tên A Lý. Từ lúc cư sĩ này ăn chay, con chó cũng không ăn thịt. Mỗi khi chủ nó tụng kinh sớm tối thì nó đều nằm phục một bên, giống như là nghe kinh. Những khi ra đường, hễ gặp chó cái đến ve vãn là nó luôn quay đầu bỏ đi. Sau này phát hiện trên đầu nó có vết sẹo giống như lúc thọ giới đốt hương chấm vào. Việc này như thế nào? Đáp: vì mang thân chó, nhưng nó không ăn thịt, ưa ăn chay, lại không có tầm ái dục, ưa nghe kinh thính pháp, thích thân cận thiện tri thức, không có tâm tranh đấu. Nó là một người tu trong thân súc sanh. Bởi vì trên đầu nó có giới liều hiển thị, Phật từng hóa làm thân nai. Trong Quan Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Phẩm cũng từng giảng Bồ Tát Quán Thế Âm hiện đủ các thân để hóa độ chúng sanh. Nhân đó, chuyện này không có gì lạ. Còn cho đó là hiện thân thuyết pháp. Hỏi: người ta có thể làm việc chung với những kẻ khác tuổi, khác mệnh chăng? Đáp: đoàn thể học Phật là lò luyện lớn, có thể dùng chứa hết tất cả. Phật pháp là chí cương, không có gì xấu ngã. Phật pháp cũng chí nhu, rất mềm mại, không có gì đâm thủng. Vì vậy, chỉ cần mọi người nương vào chánh niệm thì có thể chung tay dựng xây việc lớn. Hỏi: mạnh cư sĩ, hồng cư sĩ sắp kết hôn, muốn xin thỉnh giáo sư phụ. Đáp: hy vọng họ sau khi kết hôn lập nên gia đình Phật hóa, thành những đồ đệ tu hành tại gia mẫu mực. Đạo làm vợ kính yêu phu quân, tự tốt với mẹ chồng, cần kiệm hộ nhà, xuất nhập điều độ, vinh nhục đồng hưởng, tuyệt không than oán. Đạo làm chồng thương vợ như em, không lìa không bỏ, không sợ khốn khổ, đem thân làm gương, dạy con thành tài. Hai cư sĩ nếu có thể làm theo đây, tất gia đình hòa thuận hạnh phúc, tương lai hết nghiệp ta bà, đồng sanh cõi tịnh tu hành. Hỏi: cư sĩ kia sang năm thi vào Học viện Mỹ thuật Thiên Tân, muốn hỏi sư phụ cháu có thể thi đậu không? Đáp: làm người cần chánh, làm con cần hiếu, làm học trò cần siêng, tâm cầu tu sửa an định. Đạt được 4 điểm này thì có thể tùy tâm mong muốn sự nghiệp thành. Hỏi: con rất ưa giảng Phật pháp cùng người, phải chăng có chỗ không đúng? Giảng pháp cần chú ý gì? Xin sư phụ dạy. Đáp: hoằng dương Phật pháp cố nhiên là việc tốt, nhưng cần chú ý thời gian, không nên mặc tình hành sự. Buổi sáng từ 8 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 2 giờ đến 5 giờ, đây là thời gian giảng pháp tốt nhất. Một lần giảng không quá 3 tiếng. Người giảng tinh thần sức lực sung mãn, người nghe chú ý tập trung, dễ thâm nhập thể hội, lãnh ngộ Phật lý. Vượt quá mức thì tinh thần mệt mỏi, nói nhiều vô ích. Người làm thầy nhất định phải tuân thủ quy củ, trước phải điều phục mình, sau mới điều người. Sống không hành đúng chánh pháp chính là phá hoại đạo làm thầy. Thế thì sao có thể làm mô phạm cho hàng hậu học? Cẩn thận ghi nhớ,
Hỏi: tu như thế nào mới được lợi ích? Đáp: tu hành là chịu khổ, khổ vì phải nhẫn điều khó nhẫn, là giống như người nuốt độc dược mà muốn nôn ra vậy. Nhưng bạn bệnh viện không thể mong bộ người khác nôn dùng độc dược của mình, nghĩa là tật tánh của mình phải do mình sửa. Tu hành không nên gấp, không nên nôn nóng cầu mau thành. Chư Phật Bồ Tát đều tùy thời, tùy duyên, từ bi gia trì cho bạn. Nhưng các bạn trước tiên phải đem tam độc, tham sân si, lỡ nuốt vào từ vô thủy kiếp đến nay, nôn ra hết, mới có thể nếm được mỹ vị cam lộ. Đây gọi là ói cái cũ, nạp cái mới. Cho nên, học Phật trước phải phá ngã chấp, không nên thấy toàn thị phi, mắt chỉ lo nhìn lỗi người. Phải biết, các oán ghét đối nghịch trong đạo đều do nghiệp chướng bản thân, từ nhiều kiếp đến nay chiêu cảm nên, phải chí thành sám hối mới có thể bình lặng tất cả. Còn những phản ứng kình chống ngang ngược, giống như sóng trước đẩy sóng sau, chỉ làm khơi thêm oán hận, không thể giải thoát. Câu chuyện thứ 24, ba mỹ nhân. Vợ chồng quan giáo sư, hiện nay 55 tuổi, sinh được ba cô gái dung mạo mỹ lệ, tuổi tác khá cách nhau, 20, 23 và 25 tuổi. Mặc dù là những tiểu thư lá ngọc cành vàng kiều diễm, nhưng các tiên nương này vẫn chưa có đối tượng cầu hôn. Vợ chồng giáo sư hết sức khổ sầu. Trong khi đó, nhiều thanh niên vừa thoáng nhìn qua các cô thì đã nghiêng ngửa hồn phách ra cồng theo đuổi. Nhưng một khi đã phát hiện các tuyệt đãi mỹ nhân này không thể nói năng gì, họ lập tức thoái lui bỏ đi. Vợ chồng quan giáo sư thuộc hàng thượng lưu trí thức, từ nay không hề tin vào thuyết nhân quả, nhưng cứ lần lượt sinh hạ liên tiếp ba cô gái cầm, quả thực tinh thần họ bị đả kích khốc liệt đến muốn suy sụp. Họ ngơ ngác bàng hoàng, vạn phần thống khổ. Nỗi buồn là mặt họ già đi. Hai người tuy có học thức cao và giàu sang, nhưng không thể nào đem lại hạnh phúc cho con mình. Sự khiếm khuyết của ba mỹ nữ này khiến người ta cảm thấy kinh sợ, ưu tư thắc mắc, nhưng không thể giúp gì. Thường có câu: thanh niên ưa bàn bạc học vấn, trung niên bàn về số mệnh, lão niên bàn về tôn giáo. Vợ chồng quan giáo sư hiện đang bước vào tuổi lão niên, song tinh thần họ trường kỳ thống khổ mà không thuốc men nào có thể trị lành. Vì vậy, đối với tôn giáo, họ dần dần phát sinh hứng thú muốn tìm hiểu. Cuối tuần, nhờ một người bạn khuyến khích, họ bèn đến một ngôi chùa ven đô nghe cao tăng thuyết pháp. Hòa thượng nói: thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Ác báo là quy luật nhân quả, tồn tại khách quan và không do Đức Phật quy định hay sáng tạo ra. Đức Phật chỉ là công bố, nói rõ cho chúng sinh biết mà cảnh giác thôi. Bất kể bạn tin hay không, đời sống tất cả chúng ta đều nằm trong nhân quả. Vì vậy, mỗi cá nhân chúng ta cần có trách nhiệm đối với hành vi thiện ác của bản thân. Mỗi người chính là sáng tạo vận mệnh của mình. Nếu như tự mình làm ác, thì bạn sẽ gặp quả báo thống khổ. Đề tài buổi giảng hôm ấy giống như được nêu lên để quan thiên sinh chiêm nghiệm và trực diện với nội dung sâu thẳm. Ông bỗng hồi tưởng lại chuyện đã qua từ 25 năm trước. Hồi đó, vợ chồng quan giáo sư vừa kết hôn được 2 tháng thì chị Quang hoài thai. Anh Quang rất vui mừng, lái chiếc xe hơi đắt tiền sang trọng, chở vợ đi miền duyên hải, có phong cảnh nên thơ hữu tình, cùng nhau du lịch. Có lần, họ đến miền Bắc Thái Lan, tham gia hội yến.
Xe hơi dừng trước khoảng sân rộng của một ngôi chùa. Anh Quang mở cửa xe, thì lập tức có một đám trẻ hành khất lang thang chạy tới chen lấn, kéo tay họ xin tiền. Quang giáo sư rất ghét những kẻ ăn xin, không những tự mình không cho, mà anh còn nói với mọi người không nên cho chúng tiền, như vậy sẽ tập cho chúng quen thói bất lương, chẳng chịu làm việc đàng hoàng mà cứ ngồi không hưởng thụ, tạo ra tệ nạn cho xã hội. Đám trẻ lang thang nghe nói vậy bèn bỏ đi. Vợ chồng giáo sư Quang tham dự hội yến vừa xong, lúc quay về chỗ xe đậu thì phát hiện chiếc xe đời mới sang trọng yêu quý bị rách một đường sâu, kéo dài từ đầu xe đến cuối xe. Thế là Quang tiên sinh bốc hỏa, nổi giận đùng đùng. Anh thầm nghĩ, nhất định là đám trẻ đường phố ban nãy. Anh dương mắt nhìn tứ phía, thấy ở dưới gốc cây xoài gần đó tụ tập 4-5 đứa trẻ tuổi 13-14. Anh liền xông tới, không cần hỏi rõ trắng đen phải trái, anh dán cho mỗi đứa một bạt tai, sau đó lớn tiếng bắt chúng phải khai ra ai rạch chiếc xe quý giá của anh. Quang tiên sinh thấy không ai chịu nhận, liền uy hiếp đòi đưa chúng đến sở cảnh sát. Đám trẻ sợ quá, trong đây có một đứa lớn tuổi nhất liền chỉ ra phía xa xa chỗ có một đứa trẻ hành khất ăn mặc lam lũ đang hướng người ngoại quốc xin tiền, bảo đó là thủ phạm. Giáo sư Quang đang nộ khí xung thiên, liền hùng hổ chạy qua bắt đứa trẻ đường phố nọ đến bên xe. Còn đám trẻ kia nhân cơ hội này mạnh ai nấy chạy thoát thân. Quang tiên sinh hung bạo tát vào hai má đứa trẻ, hung hăng thẩm vấn nó vì sao dám rạch xe anh. Hỏi một hồi mới phát hiện một điều, té ra là đứa trẻ câm. Thằng bé không ngừng khoa tay múa chân, mắt rưng rưng lệ, tỏ vẻ khiếp hãi, ánh nhìn rất đáng thương. Quan giáo sư không hiểu được ngôn ngữ ra dấu của nó, cho là nhất định vì anh tuyên bố không cho tiền mà thằng nhỏ này ôm hận chơi xấu. Vì vậy anh phẫn nộ, tùng chân phải ra đá mạnh vào ngực thằng bé câm, huỵch một tiếng, nó ngã chỏng gọng đưa hai chân lên trời. Tiếp theo là ọc một tiếng, máu tươi từ miệng nó tuôn ra. Người chung quanh vội chạy tới kéo giáo sư ra và mang đứa trẻ câm đi để nó không phải bị đòn nữa. Đứa bé câm đi rồi nhưng vẫn quay đầu nhìn trừng trừng về phía giáo sư, nhãn quan nó đầy căm hận. Sau đó đứa trẻ câm nấu thần trong chùa, nó phát bệnh nặng, được mấy năm thì tàn phế. Mọi người đều biết đứa trẻ câm bản tính thiện lương, chiếc xe hơi không phải do nó rạch. Quan giáo sư đã đánh oan nó. Cuối năm đó chị Quan hạ sinh một bé gái mày thanh mắt sáng, đến 3 tuổi vẫn chưa nói được. Tiếp đến chị lại hạ sinh một thiên kim thứ hai, 3 tuổi cũng không thể nói. Sau chót chị sinh bé gái thứ ba, vừa sinh là vội mời bác sĩ đến để kiểm tra, lại là một cô nương câm nữa. Chị Quan sợ tương lai nếu sinh nữa thì đứa thứ tư, thứ năm vẫn là con gái câm, nên đã nhờ bác sĩ mổ triệt sản giùm. Bây giờ mỗi lần giáo sư Quang nhìn 3 đứa con gái câm là nhớ ngay đến cú đá khốc liệt mình dành cho thằng bé câm ngày xưa. Ông không quên được cảnh miệng nó ọc máu tươi và ánh mắt nhìn oán hận khủng khiếp. Đến nay nhớ lại ông vẫn thấy ớn lạnh. Ông đã hiểu ra và không thể tin vào đạo lý báo ứng nhân quả, mà thiên lý luôn tuần hoàn báo ứng công bằng, đó là quy luật tự nhiên. Đối với hành vi hung tàn 25 năm xưa, bây giờ ông có hối hận cũng đã muộn màng. Từ đó, mỗi cuối tuần, vợ chồng ông Quang đều đến chùa nghe cao tăng giảng kinh và sám hối tội lỗi
của mình trước Phật. Họ phát tâm tu thiện tích đức. Đúng như tục ngữ có nói, đời người đến 50 mới nhìn ra lỗi lầm năm 49. Dịch xong câu chuyện này, tôi lại nhớ đến câu chuyện nhân quả đời Đường như thế này. Có một nông phu, bản tánh rất ác độc. Một buổi sáng nọ, ra thăm đồng ruộng, thấy con trâu nhà hàng xóm vừa ăn lúa, vừa giẫm đạp đám ruộng của anh tới bời. Anh nổi giận xung thiên, liền túm đầu trâu, rút ra con dao bén, cắt đứt lưỡi trâu. 10 năm sau, anh nông phu lấy vợ, sinh được 3 đứa con, nhưng chúng đều bị câm. Anh nông phu đã tìm danh y khắp nơi, nhờ chữa trị cho con, nhưng vô phương. Anh không hiểu vì sao con mình bị như thế, lòng đau khổ vô cùng. Từ đó, anh nằm mộng, thấy cảnh mình tàn nhẫn, cắt đứt lưỡi trâu. Tỉnh dậy, anh hiểu ra tất cả, vì ác nhân ấy mà con anh phải chịu tai họa như hiện nay. Thực ra, thì anh nông phu chịu khổ báo đã đành, các con anh vì sao cũng bị vả lấy? Đây chỉ có thể giải thích theo nhà Phật là do cộng nghiệp. Những người đồng tạo ác tương tự sẽ cùng thọ ác báo giống nhau. Câu chuyện thứ 25, nước lèo trứ danh. Nơi thành phố nọ thuộc miền Bắc Thái Lan, có quán hủ tiếu nọ nổi danh nấu nước lèo rất ngon, danh thơm vang khắp xa gần, ai cũng tìm đến ăn. Nhân sĩ đương thời đều tấm tắc ca ngợi, nên dù quán chỉ làm việc có buổi sáng thôi mà sáng nào cũng bán đến mấy trăm tô. Trước 12 giờ trưa là hết sạch. Mỗi tô giá khoảng 15-20 đồng tiền Thái. Mỗi ngày thu vào khoảng 6.000, lời được 3.000. Cửa hàng trước đây là một tiệm nhỏ mở ven đường. Do lợi nhuận ngày càng nhiều, nên chỉ trong vòng mấy năm ngắn ngủi là họ đã tạo được đất và xây tiệm mới khang trang. Sau tiệm là một hoa viên lớn. Buổi chiều nghỉ bán và vào đây nghỉ ngơi thì đúng là tiên cảnh chốn trần gian. Chủ quán họ Liên, hai vợ chồng tuổi hơn 60, có đủ con trai con gái. Các con họ đều đã kết hôn. Cả nhà họ 5 người cùng hợp lực kinh doanh, không thuê người làm. Do nước lèo của họ mùi vị thơm ngon vượt trội các quán khác, khách sành ăn vừa thưởng thức là thích mê. Cho nên trên từ các bậc quan chức, thương gia, dưới đến các bạn hàng, phu xe ba bánh đều trường kỳ đến quán này ăn. Các tiệm đồng nghiệp không rành chế biến, cố hỏi bí quyết nhà nghề của họ nhưng vô phương. Tục ngữ nói, đồng nghề như kẻ địch, câu này không sai. Các quán hàng địch thủ mọi bí quyết nấu nước lèo không được, bèn tung tin đầy ác ý rằng nước lèo tiệm đó có bỏ ma túy, khiến người ăn là ghiền, ngày nào cũng phải ăn, không ăn là không được. Còn có người quá quắt hơn, âm thầm lén đi thư kiện lên cục vệ sinh, một mực khẳng định nước lèo của quán này có ma túy. Ma túy là chất độc quốc cấm. Cục vệ sinh lập tức phái người tới quán kiểm tra, thử nghiệm. Cuối cùng ra kết luận là không hề có ma túy hay hóa chất có hại nào. Nước lèo được nấu hoàn toàn phù hợp như chủ quán từng báo cáo, là dùng nước rau củ phối hợp với cốt gà, xương heo, hầm lửa nhỏ suốt một ngày một đêm mà có được tiêu chuẩn đạt yêu cầu. Được cục vệ sinh kiểm tra và xác nhận không có gì, khiến quán càng nổi danh thêm, càng được ái mộ nhiều hơn. Bởi vô tình mà họ được quảng cáo không công, danh tiếng nước lèo của quán ngày càng bay xa vang dội. Có một vị thân vương của hoàng tộc Thái Lan là chuyên gia ẩm thực trứ danh, lái xe đến quán thưởng thức. Sau đó, ông ban thưởng huy chương và bảng khen đặc biệt để quán treo trước cửa tiệm cho mọi người lát mắt, có được bảng vàng thân vương ban. Chủ tiệm nhờ vậy mà càng thêm có giá. Mỗi tô hủ tiếu từ 15 đồng
giờ được đôn lên 20, 25 đồng. Chuyện buôn bán của nhà họ Liên càng phát tợn. Thế gian không có gì vĩnh viễn bí mật. Món đất lèo họ Liên độc chiếm bá chủ, cuối cùng cũng bị lộ. Người để bức màn bí mật bị vén lên chính là Liên chủ tiệm. Tin lạ ly kỳ thiên cổ này đã làm chấn động cả miền Đông Bắc Thái Lan. Người đầu tiên phát hiện ra bí mật chính là anh Tùng, một phu xe ba bánh. Tối là hôm ấy, khi dùng cơm trưa, do anh Tùng uống rượu khá nhiều, khiến mặt mày say sẩm nên chẳng thể chở khách. Vì không có tiền nộp cho bà xã nên anh chẳng dám về nhà. Đêm đó, bụng đói meo, anh liền lẻn vào cửa sau của quán, thầm nghĩ sẽ kiếm chác, châm đỡ thứ gì đó để lót dạ. Khi anh nảy cửa sau ra, vừa bước vào nhà bếp, ánh đèn từ xa tỏ ra mờ mờ, đủ để anh nhìn thấy một người ngồi hướng ra phía cửa, cũng là phía của anh. Quan sát kỹ thì té ra là ông chủ quán đang chăm chú làm việc. Anh Tùng bạo dạng bước đến, lén nhìn xem, mới thấy rõ là lão chủ đang giết ếch. Thủ pháp mổ bụng, lấy nội tạng, lão Liên làm rất điêu luyện. Các thứ được lão phân ra, bỏ vào thùng nhựa và bao nhựa. Trong thùng nhựa chứa đầy thi thể ếch. Ngay lúc đó, lão chủ quán hình như phát hiện là có người, nên đột ngột quay đầu nhìn ra phía cửa. Anh Tùng kịp thời nấp đi. May là nhờ ánh đèn mờ nhạt nên anh không bị phát hiện. Mặc dù chủ quán không nhìn thấy anh Tùng, nhưng anh nhờ nấp trong bóng tối nên thấy rõ mồn một gương mặt của lão Liên dưới ánh đèn chiếu sáng. Ngay lập tức anh sợ đến xém xỉu. Té ra mặt lão chủ quán không phải là mặt người, mà mang hình dạng mặt ếch thiệt bự. Mồm giống hệt, mắt lồi, âm thanh phát ra lét chét rất kỳ quái. Đột nhiên anh thấy ông thè lưỡi dài ra rồi thụt vào, giống hệt như cảnh con ếch ăn mồi vậy. Sau đó ông nhanh chóng lui vào trong. Anh Tùng kinh hãi đến muốn thét lên một tiếng to, muốn co giò phóng chạy, nhưng hai chân cứ run lẩy bẩy, không làm theo ý anh. Khó khăn lắm anh Tùng mới trấn tĩnh lại được và bò ra ngoài cửa. Đêm đó về, anh sợ quá phát sốt nặng, mấy ngày sau hết bệnh. Anh đem tình hình chứng kiến tối hôm đó kể hết cho mọi người nghe. Nhưng do anh bình thường hay uống rượu nên chẳng ai thèm tin lời anh nói. Thực ra đối với người dân ở miền Đông Bắc Thái Lan, mấy cái chuyện ăn ếch, ăn chuột, ăn mèo là chuyện thường, đâu có gì kỳ quái. Nhưng điều kỳ quái trong tin đồn chính là dùng nhan ngài chủ quán. Mấy tháng này thực khách không còn thấy lão Liên xuất đầu lộ diện nữa. Bình thường thì ông luôn ngồi trước quán chặt thịt gà. Nghe nói ông đang bị bệnh, phải vào nhà thương, lúc nào xuất viện về nhà cũng không ai biết. Thỉnh thoảng nếu có ai gặp ông cũng là nhìn thoáng qua trong khoảnh khắc. Gần đây ông rất ít khi bước ra cửa tiệm. Tình cờ có người gặp ông, họ kể lại lão chủ quán mặt mày nhìn giống hệt con ếch, nhưng mà bự hơn nhiều, chân cũng cong cong giống như ếch vậy, miệng cũng ý hệt, mắt lồi ra, càng nhìn càng giống một con ếch to khủng. Đến đây thì mọi người tin lời anh Tùng nói là thật, không hẹn mà họ cùng nhau đến rình lén nhìn cho được người hóa ếch như lão chủ quán. Và cuối cùng ai cũng biết nồi nước lèo hấp dẫn kia chính là nước ếch. Là đến không ngờ là vị nó ngọt thanh như vậy. Trước đây do chủ quán sợ lộ bí mật nên không dám thuê công nhân, cũng chẳng muốn mượn tay ai làm. Vì vậy mà ông phải đích thân giết từng con ếch. Tính ra cả đời ông Liên đã giết không biết bao nhiêu mạng rồi, phải nói là vô số. Hàng ngày ông luôn đối diện với dùng nhan ếch
nhất cử nhất động, làm gì cũng dính dáng tới ếch. Tướng theo tâm sinh, hình thì tâm biến. Dần dần, mặt mũi ông cũng đổi thành hình ếch. Ban đầu, mọi người ở chung không để ý, cho đến khi phát hiện ra, thì ông đã biến dạng hoàn toàn. Sau đó, có người nghe những bà con của chủ quán kể lại rằng, dạo sau này, lão Liên mỗi khi đang ngủ, thường kêu hét gầm rú, than là ếch đến bu đầy, trên thân cắn rứt lão. Cứ chợp mắt là lão bị khuấy nhiễu mãi như thế, không thể nào yên giấc được. Từ đó trở đi, ròng rã suốt mấy tháng trường, đêm nào lão cũng bị bầy ếch hiện hình đến hành hạ đau đớn. Cuối cùng, lão Liên phát bệnh điên, kêu như ếch rồi chết. Sau đó, cả nhà quán nước lèo trước danh nọ, không biết dời đi đâu. Chỉ lưu lại câu chuyện lạ này là đầu đề khiến người ta bàn tán mãi.